We are arriving now at Vinh Homes Ocean Park in Hà Nội. Có người cá này, như ở bằng đồng. Yeah. Nàng tiên cá. Cảnh đẹp nha. Đẹp đấy. Mình gần gần giữa trung tâm của Ocean Park đấy. Chiều ngày ra đây chơi một lát. Cái Brighton Lagoon là gì? Cái style là là kim cương. Lagoon là cái chỗ này bán vé vào đây này. Bán vé này vào nước mặn này. Lagoon là cái con người cá. Đồng hay nhựa xi măng đâu nhựa bác nhựa với sơn lên. ai có thừa tiền mà làm đồng. Bao mà quanh cái ngọc trai kia. Bao quanh ngọc trai kia. Mình chỉ cần cái đoạn này thôi. Đấy, tính cả ngọc trai kia. Ngoài khu nhà mình đấy, khu này này. Đường ra kia. Lạ quá. Đi hôm qua chuẩn nhỉ? À. Đi hôm qua nắng mới chuẩn. Cho ra rồi. Khu nhà mình xem thì chắc phải đi phía ngoài rồi. Thế phải chắc thì phải đi vòng nhá. Đi kia. Đấy, thì đi ra được ngoài. Hay chắc không cho mình qua. Nhà mình là cái chỗ kia rẽ vào kìa. Wow. Đây là mấy cái đầu nhà nhưng nhà mình phải rẽ vào một đoạn nữa. Nếu thế thì mình phải đi qua cửa xong rồi mình rẽ bên phải. Thì tí nữa ra bác hỏi lại xong. Cho anh hỏi đi ra chỗ sao biển này này. Để tham quan ấy, thì đi vào cái kia. Ngay nhưng sao biển mình chỉ nhận nhà người ta mới cho sang cái khu này sao? Có thể không cho sang. Thẻ không sang. Tại vì bên ấy đang xây dựng nhưng mình nhận nhà để mình nắm rõ để mình muốn là thiết kế nội thất bên trong ấy. Thì như đấy. Được. Có quá chuẩn bị bộ bên ngoài đi qua sau cái biển nhìn này.